Dũng của Đất Khuyên. Xin chào hết tất cả những anh em đam mê chim cô gáy. Thì hôm nay mùng 8 rồi, chỉ là thầy quy là đầu năm, mình đưa lên cho anh em xem một con bôi nổi rất là mạnh rồi nha anh em. Ngoài đã đi tập, là cũng đã gù rất là nhiều, cũng như gù là mấy chục sạc rồi, và còn có một con đã nhây hụt rồi. Mà nói chung là theo quy đó cũng như mình nói là đã bắt một con đi, thì riêng con này là một con đồng khoe tiếng rất là hay và trong, dứt khoát màu gục. Thì cái đặc điểm con chim này thì nói chung là nó to chim đóng dài, nói chung con chim này rất dài nha anh em. Và cái sải cánh đó nè anh em, thì nó đã chững chạc và thân rồi. Nói chung anh em chắc đi giờ kèm chơi tập chờ bác bói thôi, đi rừng là chịu rồi, đi là móc lên là chơi thôi. Đây là cặp chân đó nè anh em. Còn riêng con chim này thì anh em mà đợi chơi á, khi mà anh em mà chạm chim rồi hoặc là thấy chim rồi á, thì nói chung anh em không thể nào tưởng tượng được cái nuốt chơi của con chim này đâu nha anh em. Dậm dục gù, nói chung là nó kéo con chim là anh em nghe rất là tốc độ, và cái nuốt chơi con chim là loại là đăng cấp nha anh em. Nó dồn, nó dập, nói chung là anh em nghe là nó như hai ba con đang đấu chơi vậy đó. Thì cái thời tiết mình này thì năm nay rất là dừa nha anh em, nói chung là mưa suốt ngày thôi, nói chung là mưa mà trời mù lạnh, lạnh lắm nha anh em, không khí không thể đi chơi được. Thì mình đang lên, anh em nào cần một con đồng mà nước rút chim nước chơi á, là nói chung là xếp loại là phải là đăng cấp của một con chim. Đầu năm nếu mình khai xuân á, đưa lên một con chim này á, để anh em nào mà thương thức thích chồng đồng, thương thức đỡ nghe, đỡ lùa chim, đỡ nhồi chim, nghe cho cảm giác nó đi giao lưu với anh em, thì anh em nào mà sở hữu được con chim này anh em chơi, thì sau này anh em thấy cái kém nhận của con chim nó mà phơ tài như thế nào nha anh em. Con này đấm bộ chân bên phù thở là dài đấm kín, đầu mặt rất là ly nha anh em. Đây là mình chỉ quay kỹ cho anh em xem cái miệng mũi chi qua mắt và dàn huy dàn chân. Đọt rất là ly nha anh em, nói chung là dịu dàng. Đồng mọc gục tiếng hay, và dòng chim là tốc độ, thấy chim là rút dặm gù, nói chung là đầy đủ mà cực kỳ là nhanh, và kéo chim rất là đẻ nha anh em. Thì cứ anh em nào đang cần một con đồng tốc độ
nước ác đỡ dù nó đi chơi kèm với những con mồi thố, hay là anh em nào mà thích đông thì anh em cứ alo mình sẽ giao lưu cho anh em con chim đồng này và anh em chơi để anh em nghe cho nó phơ tai khi chiếm đi rừng nha anh em. Rồi mình chào hết anh em. Rồi mới mình cũng làm cái clip này đưa lên cho anh em xem, anh em nào có thiện chí alo mình. Rồi mình chúc sức khỏe hết tất cả nhà anh em, năm mới thật là tốt và đi rừng gặp nhiều may mắn và gặp nhiều con bối cho nó chứng kiến anh em bác vừa nuôi. Rồi mình chào hết anh em.